xây á, chứ không phải là tiền ấy nha, không phải là cái giá mà lấy nãy giờ anh coi là tiền xây dựng á. Chứ mà anh phải có đất á. Có vật liệu hả? Anh có đất á thì nó xây không á. Là vật liệu rồi luôn hết. Thì đó tiền nhà. Tất cả nó hoàn chỉnh cái nhà. Và nó giao cho mình là rút vô luôn á. Ví dụ bao gồm hết tất cả. Ủa chứ chứ mua là chưa có đất hả? Chưa, cái này đâu phải cái là cái này là chỉ tính nhà thôi, nhà mẫu à. À, nhà mẫu. Anh mua đất xong rồi tới. Vậy cộng lên biết bao nhiêu nữa? Hả? Hay cộng lên nhiều lắm mà. Thì đương nhiên là đất thì tùy theo cái địa điểm của anh. Cái phòng này cái màu cũng đẹp quá. Mỗi nhà nó có nó cũng xám nhưng mà xám lai qua cái gì ta màu à... ngọc quá. Rồi rộng rộng nó to lét đây là phòng khách. Trời ơi, cái nhà này mà nhỏ cái gì? Hả? Nhà nhà mà chưa nhỏ nữa. Nhỏ chứ. Bự mà nhỏ đâu. Quá bự. Ừ. Ba phòng, rồi phòng ở trước nữa là bốn phòng mà. Ủa sao cái chỗ sinh hoạt này hơi nhiều vậy ta? À, cứ làm chỗ sinh hoạt có trời. Mẹ không ngồi trước luôn. Hai phòng hai bên đi ra sân, đây là phòng sinh hoạt, đây toilet, đây phòng giặt, đây phòng ăn. Lấy cái cuốn này nè, cuốn này là nó có nhiều nhà luôn, nhiều mẫu luôn. Lấy ra được không? Được sắp được. Ở đây là anh lấy bao nhiêu cuốn rồi? Anh cứ tới là lấy. Để cho lấy hả? Cái căn này cũng rộng quá chứ. Rộng chứ đâu có chặt đâu. Nhật hả? Nhưng mà biết sao? Không, nó thấp cao là cũng là do bữa anh gì? Anh Thạnh nói sao đó? Ở chị hả? Nó quy định là không có được cao. Nhưng mà ở cái mức có nó cứng cao. Cái đó không phải là cái quy định là vấn đề khác. Nhưng mà điều cái tức là trong giấy phép xây dựng chỉ được cao như không có được 3 mét luôn á. Thấp vậy á. Đúng rồi, nhưng mà điều cái thằng này thấp. Nó nghĩa là nó hình như nó lên tới cỡ 2 mét 4 mấy. Nó quá thấp. 8 thì. Ví dụ mình xây mình phải xây cao. Nữa. Mình không xây cao quá cũng được. Ở nơi đây không có cho xây cao. Ví dụ mà trong cái khoảng đó, ví dụ tường lít hàng ngày 300 mấy. Ready to lift price 307. Mày lại vô không có hút, biết không? Mày lại vô tự nhiên không có thoáng. À, vô này tự nhiên mình thấy giống như cái đường lùn. Ủa, đây phòng ngủ. À. À, đây. Này không có... đây phòng ngủ là hai, hình như ở đây là phòng ngủ nhiều hay sao á. Đây là cái gì? Cái này gara, ví dụ. Phòng ngủ. Chỗ này phòng cinema. Phòng ngủ, ba phòng ngủ liên tiếp nó xây giống như... nhà trọ. Khách sạn. Bốn phòng này. Đây là ba phòng. À, thì là cái căn này dành cho nhiều phòng. Gia đình nhiều phòng. Thì cái căn kia cũng bốn phòng đó. Nó dành cho nhiều người. Cái này nó liệt kê những cái giống như những cái option nó là những cái mà mình chọn lựa. Ví dụ anh chọn cái nào, cái này nó có sẵn rồi, anh muốn chọn cái nào anh chọn. Ví dụ phòng giặt nè, phải không? Những cái option, những cái chọn lựa của phòng giặt nè, phải không?
chọn cái phòng phòng khách nè, chọn lựa cái phòng nhiều khách. Phương án cho người ta chọn. Ừ. Cho người ta ví dụ người ta muốn thay đổi gì ta chọn. Ở đây có một cái như này. Căn nào cũng có cái cho anh đó cái gọi là art deco á. Art deco á. Là nghĩa là cái căn nào cũng có hiện. Nhà nào cũng có, đa phần là có. Đâu có biết đâu. Bây giờ ở đây là nó không có nhà nào nó cũng có cái bình hồng này nó để có kiến để tự nhìn này. Ừ, để như là nó không có xây rào để cho cảm giác hai nhà nó xa. Ngay cả có rào chăng nữa anh vẫn còn có cây, tích anh trồng cây. Ừ, có cây ánh sáng. Có cỏ, có nhiều nhà nó trồng nó để tre á. Ừ. Mấy cái gọi không phải tre, cây gì? Cây trúc. Gì? Trúc á. Ừ. Đó. Bình hồng vậy đó, hay hoặc là người ta trồng bông hồng đó. Cái bàn này dài quá ha. Đó anh thấy không? Cái này cái mỏng nè. Không? Ừ. Không? Loại dày loại mỏng khác nhau á. Sao mà cái này dài dữ ta? À, chắc nhà này nhiều người. Hả? Thiết kế cho dạng nhà nhiều người trong phòng ngủ nhiều. Ừ. Ví dụ nó làm tới đây cái nó dài quá mình cảm thấy. Ừ. Sinh hoạt khách cứ ngồi đây, ăn kia bếp đây. Thấy là nhà là nó xây. Ủa nó còn có cái này để chi ta? Không lấy để học à? Thế là cái đường đi nó cũng bị chặt rồi. Cái này chắc từng gạch này gạch mấy ta? 2, 4, 5. 5 có 1 mét à. 1 mét mà trừ hết lọt lòng có 1 mét à. Narrow design, có nghĩa là nhà mà nó hẹp á. Cái mặt tiền nó hẹp. Tiền hẹp là nó vẫn có cái sân bên hông mà ví dụ cách tường nhiêu vậy đó thì lúc nào cũng vậy. Úc này nó quy định là tường là anh phải hai bên phải ít lắm là chín tấc. Ừ. Hai bên ít lắm phải vô tự nhiên cảm giác là nó rộng bên này là nó dễ chịu hơn. Thì này là 1m2 nè. Còn bển có 1 mét à? Nó để thì cũng ok. Chỗ đi. Này ra ra hả? Bên lầu. Đây cái vô phòng chiếu phim. Phòng ngủ chính hơn trước. Ở trên lầu. Trên trước hả? Cái này thiết kế màu tối. Cái thân màu hấp màu tối. Màu đen nhiều nè. Nhưng mà màu cỡ nào nhìn cũng đẹp. Ở sao rộng. Nhà này ở sao rộng hết à? Nhà này nó mặt hiệu á. Này là cái toilet chung. Ê nương, nó để phòng giặt nó trông đẹp lắm kìa. Rồi sao giặt đồ? Ừ, đẹp không nhưng giặt hả? Ờ. Bếp. Cái nửa to đét cũng rộng nữa. Thấy không? Nó để vậy rồi sao rồi dám giặt đồ? Nói nó quăng được vô đây sao quăng? Cái này phải đem ra ngoài trang trí. Trang trí thôi chứ cái mấy dạng nằm đây nha. Thì đó, trang trí cho đẹp á. Thì cái này giờ qua chút xíu cũng được. Giờ qua chút xíu. Nhưng mà chắc không để đời trong đây đâu. Đây ngoài đây rộng nữa nè. Cũng ăn uống ngoài đây nè. Có cái salon để ngoài trời nữa. Thank you.
Nó hành lang á, tại trong thiết kế phải nhỏ, nhỏ nhất từ 1m2 coi nó mới được. Còn bên kia nhỏ quá. Nhà ta ở, ta đã từ đâu có một cái bức tranh nó bự vậy. Khoai chân mấy cái này nè. Cái sinh hoạt chung tinh thần. Mình ở tự nhiên mình đem cái đồ đó mình để đây đi trời. Không có, vậy chứ để cho đẹp đó, người ta bỏ báo. Báo đồ á. Nhưng mà tự nhiên mà mình không để vậy. Không ngủ. Này có toilet nè. Cái này em xuống thì có. À mới bạc hả? Cái này là master rồi. Mới bạc phải không? Tưởng đâu sao vô tới đây tự nhiên điện sáng. Mà nó tự động á, không ra rõ, nó sáng chứ. Nó làm sáng giờ nó sáng. Mà cảm ứng nó. Ở đây hay cái này nè. Tôi lấy làm có cái này riêng để sử dụng được nhiều người, người đây, người đây. Ừ. Ừ. Anh bước vô anh sáng cảm ứng. Cảm ứng hả? Đó, à. Đang cảm ứng đó. Nãy tưởng bật đâu đây à. Ở trên này tới 4 phòng rồi á. Ở sau 3 phòng, trước 1 phòng. Đây, uống cà phê. À, cà phê ngâm nghi, nhâm nhi. À đúng rồi, dưới nó phải có phòng thì phải có toilet ở trong. Vậy là ở trên đây là một to, hai toilet rưỡi, ở dưới toilet rưỡi. Ủa, trong đấy gì nữa? Ba phòng. Ngủ ba phòng. Hình như nó sẽ lầu là em thấy phòng rộng á. Cái này nè, bị vậy nè. Trong thiết kế mà cái cục này lú ra trong cái này. Cái cục bên đây nè, thấy không? À. Lú ở đây. Là mình phải đưa cái hỏi như ừ. Trong cái cửa cứ mở ra đi thẳng vậy nè, hoặc thẳng đây. Ừ. Cái cửa. Nhưng mà tại vì nó làm tủ mà. Ừ, nó chính vì đang nói cái vụ tại vì nó làm tủ đó, mà tại sao phải làm ra như vậy? Cái tủ mà bên bên phòng này, cái tủ này nó nằm bên đó. Anh thấy không? Thì đó đó, mình đó. Phải làm sao để không thấy hai cái tủ này mà vẫn có tủ xài. Ý là cái... Nếu phải... anh thì cũng phải lòi ra. Không có lòi. Anh đâu có lòi ra như vậy được. Không có, có cách làm hết. Tại vì ở đây hay bị cái vụ này nè, cứ vô cái con ở đây nè. À, muốn con cục thổ lộ ngay cái cửa đây nè. Lúc nào cũng vậy đó, lúc nào nó cũng làm vậy cửa đó. Nè hắn vậy chị. Nhưng mà Việt Nam thông thường làm cái máy cao lắm. Cao với nhỏ. Cái thằng công ty này, Maston là công ty lớn. Công ty này là có tên tuổi. Chắc ở ngoài xe chắc đi bị sổ mũi. Tôi là tôi thích cái tông màu đỏ, ấy màu trắng với màu đen. Thích tông đó. Trắng xám chứ. Ừ, thích tông. Ừ. Xám đậm, xám nhạt lên đã lắm. Xe phòng. Ừ. Sao có 10 thước không mấy à? Đâu có nhà đằng kia mà. Đằng kia nè, nó làm này ra cổ nè. Cái nhà này trang trí dạng cổ điển. Cái rương của người ta đã rương vàng của người ta đã sợ nhà anh xài rương không á, trong viên cái bự như vậy đây cái giờ đây nhà trang trí cái dạng rương về hòn cái đẻ